Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sư xin chào hết tất cả anh chị em thiền sinh bạn đạo, quý vị Phật tử tham dự cái buổi pháp thoại ngày hôm nay của pháp thoại trực tuyến qua Zoom đó quý vị. Hôm nay là ngày thứ bảy 19 tây tháng 2 năm 2022. Bây giờ sư xin lần lượt trả lời từng cái câu hỏi mà sư nhận được qua email của anh Eric. Cái câu đầu tiên đó là một cái câu hỏi của một vị hành giả. Trong này Eric giới thiệu là cái vị này cũng đã tập về đây nhóm trong một nhóm mây từ tập trong thiền quán tâm cũng nhiều năm rồi đó. Bây giờ cô gặp một cái khó khăn cũng muốn trình bày. Đây là cái dạng câu hỏi mà sư rất là thích, bởi vì nó nói nó phản ảnh được cái sự thực tập của mình. Còn những cái câu hỏi mà nó thuần lý thuyết quá đó, ví dụ chẳng hạn đi sư nói vậy thôi chứ không phải là sư muốn là không trả lời, sư cố gắng sư trả lời, nhưng mà ví dụ chẳng hạn như mình nói về vũ lực chẳng hạn, nó rất là khó, thấy không? Rất là khó để mà ta tới bên những cái này mình thấy rất là đúng này, nó rất là thực tế này, đây là cái thực thực tập này. Bây giờ mời quý vị nghe cái câu hỏi, nó cũng là đơn giản thôi vì đây là một cái vấn đề mà ai cũng có, chứ không phải mình cái vị hành giả là có. Thưa sư, lúc trước con ngồi thiền được một tiếng, sau này chỉ còn 30 phút. Vấn đề ở đây không phải ngồi bao lâu quý vị. Trong cái pháp mà thiền tâm này đó, quý vị có chánh niệm không, cái đó là quan trọng, chứ không phải ngồi giờ này giờ kia mà quan trọng. Vì vậy bây giờ ngồi nửa giờ nhưng mà mình ngồi tâm của mình rất là yên ổn, rất là có chánh niệm tốt, còn ngồi một tiếng ngồi nghĩ lang thang, nghĩ chỗ này chỗ kia không không được. Vì vậy cái thời gian không thành vấn đề, anh chị em nhớ dùm sư. Mình thực tập cái 24/24 lần, bạn thực tập khi bạn thức dậy cho tới khi bạn đi ngủ, rồi thức dậy tiếp tục tập nữa. Bởi vì trong sinh hoạt hàng ngày mà hồi nãy nói đó, tập trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ngồi, trong khi sinh hoạt hàng ngày nữa, thì đâu có thời giờ. Ban ngày công việc computer graphics rất nhiều áp lực, trong lúc ngồi thiền con thấy rất nhiều suy nghĩ hiện ra. Dĩ nhiên rồi, khi mà mình làm việc tâm của mình nó tán loạn thì khi mình ngồi thì tâm nó phải suy nghĩ thôi. Hiện một cái người mà làm việc nhiều và có nhiều bị hao tốn rất nhiều năng lực như thế này đó, cái lý khi mà ngồi là thường có hai chuyện thôi: suy nghĩ, ngủ, ngủ, suy nghĩ, ngủ, coi nhiều nữa thôi. Bởi vì tâm nó đang chao động quá thì nó phải suy nghĩ chắc chắn rồi. Rồi suy nghĩ mệt quá bây giờ nó ngủ, chánh niệm có ngủ. Vì vậy có nhiều người ta than thở: trời ơi, con người thiền đâu có thấy cái gì đâu, suy nghĩ cho đã rồi ngủ, ngủ suy nghĩ là vậy đó. Là bởi vì sao? Cái thể chất của mình không được khỏe. Vì vậy thay vì mà ngồi thiền, có sự đề nghị với vị này, thay vì ngồi thiền đi nghỉ đi, đừng việc làm việc việc về mệt hoặc giá mình đi tán bộ đi tới đi lui cho nó khỏe, đừng có ngồi khoáng đã vì mình chưa đủ sức. Mà sư lấy ví dụ chẳng hạn như sư cá nhân sư này, sư tập cũng rất là lâu rồi, có vậy không? Vậy đó mà sao cứ mỗi lần mà thuyết pháp mà hướng dẫn cho quý vị vậy đó, tập đó, tâm của sư nó cũng dao động lắm, suy nghĩ về những gì sư nói, cái gì đúng cái gì sai rồi vậy đó. Nhưng mà sư vẫn sư ngồi như thường là tại vì sư có khả năng sư biết ngồi suy nghĩ, biết suy nghĩ trở lại hay thở, suy nghĩ biết suy nghĩ trở lại hay thở. Rồi một lát bắt đầu nó bắt đầu lẫn lộn. Đây là cái câu thực tế này: con thấy những suy nghĩ này hiện ra rất nhiều, mà khi những suy nghĩ này mà cảm thấy rất là mệt mỏi, và bây giờ là con phải lấy hơi thở làm đối tượng, nhưng mà khi suy nghĩ này mất đi rồi thì thấy một làn khói hiện ra, ảo giác hay cái gì. Thì khi mà quý vị sắp sửa ngủ là thấy tầm 7, tầm 3. Thấy khoái, thấy người ta, thấy mình đang đi, không biết ai kêu mình, nó nói trả lời những cái câu hỏi gì đâu không à. Điều đó có nghĩa là tâm của mình không có tỉnh nữa rồi, ngủ rồi. Tâm mê mờ ghê lắm rồi. Là tại vì sao? Điều kiện thể chất của mình không có tốt. Mình làm công việc cả ngày mệt mỏi như vậy. Bây giờ cái việc cần thiết là thư giãn, ngủ. Nếu mình có khả năng mình ngồi đó và mình xử lý được cái tâm hôn trầm của mình thì ngồi. Mà không được thôi, đi nghỉ đi. Có thể là ví dụ thay vì bữa tối, sáng sớm mình dậy sớm chút để mà hành thiền. Vì vậy khi mà quý vị còn chưa tập giỏi đó, quý vị sẽ thấy cái thể chất nó rất là quan trọng. Mà thân và tâm hai cái này nó phải đi đều đặn. Thì thân mà mệt mỏi, tâm không có làm gì được cái chân đâu. Tâm mà chấn động quá, tâm cũng ngồi thiền được. Ngoài trừ trường hợp mình giỏi, cái đó là khác à. Bây giờ trong lúc ngồi thiền con thấy rất nhiều suy nghĩ hiện ra, gọi là tự nhiên, và con rất là mệt mỏi khi thấy những suy nghĩ này, tại vì mình muốn cái suy nghĩ này đi. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên mà nó là đối tượng để mình quan sát. Tâm suy nghĩ với tâm suy nghĩ trở lại thở. Tâm suy nghĩ với tâm suy nghĩ trở lại thở.
đừng có giày xéo cái tâm của mình. Nó làm việc mệt cả ngày, nó suy nghĩ cả ngày rồi, mình làm việc computer mà. Do đó ngồi là nó phải suy nghĩ à. Cũng giống như bây giờ sư giảng, sư ngồi sư phải suy nghĩ, sư không có thể là bắt nó đừng có suy nghĩ được. Suy nghĩ rồi khi mà nó mệt mỏi rồi thì nó ngủ. Khi những suy nghĩ này mất đi, con cảm thấy một làn khói trắng hiện ra và nó hướng kéo con vô đó. Đúng rồi, cái này là ảo giác mà. Con nghĩ chắc ai cũng thấy khói trắng này. Không phải thấy khói trắng mà thấy đủ thứ khói. Trắng, vàng, xanh, đỏ, đủ thứ màu trong này đó. Chẳng phải có một thứ rồi. Bởi vì khi mà cái tâm của mình mà nó không tỉnh nữa rồi là nó thấy đủ thứ chuyện. Như nãy tôi nói đó, quý vị ngồi có thấy quý vị đang đi, hoặc giả đang nói chuyện với ai, hoặc giả đang mà nấu nấu nước, thì đang ngồi trong thiền đường sao thấy nấu nước, hoặc giả là đang sửa soạn ăn điểm tâm như sư chẳng hạn, thấy không? Thì thua rồi, biết là mình ngủ rồi đó. Hoặc giả là ủa anh nói cái gì kỳ vậy, đang ngồi thiền mà anh nào mà nói đấy. Mấy cái này cho thấy là cái nó xuất hiện ảo giác, nó xuất hiện vì mình mệt mỏi quá ngủ rồi. Con nghĩ chắc ai cũng thấy khói trắng khi suy nghĩ này mất đi, thành ra con cũng không để ý cho lắm. Nhưng đôi khi con cảm nhận hơi thở của con ngột ngạt và nặng nề, đủ thứ chuyện xảy ra. Thế khi mà cái tâm không tỉnh táo, tâm không có chánh niệm thì nó mệt mỏi, nó nặng nề, nó khó chịu. Đấy. Và đây là những cái triệu chứng cho thấy. Vì vậy, theo thời gian con thấy không có tiến bộ và đâm ra chán nản. Chắc chắn rồi. Vì mỗi giờ thiền mình ngồi là kiểu này là giống như là bị tra tấn này, thấy không? Ngồi quá mệt mỏi, không còn hứng thú nữa, không còn cái sự thích thú trong sự tu tập nữa, thì nó phải đâm ra chán nản. Vì vậy các vị mà mới tập, người ta ưa bỏ cuộc là vậy, là tập là không biết cách tập. Vì vậy tập nữa chừng bỏ, chán quá, mệt quá. Cũng giống như mình tập thể dục thể thao mới mới đầu nghe nói thì rất là thích. Ví dụ như cái đánh tay không, sư thấy dịch cân kinh đánh tay không, rất là nhiều người chỉ cho sư rồi tập với sư rồi, bây giờ bỏ cuộc hết. Là tại vì sao? Tại vì tập không cái chán à, không thấy kết quả, thấy mệt mỏi quá. Còn sư tập sư thấy càng lúc sư thấy càng khỏe trong người. Những cái thời gian đầu tiên mà sư tập sư ở bên Miến Điện sư đau lưng ghê lắm, tập thấy hết. Thế thì phải có cái sự tiến bộ đó rồi mình mới thích, mình tiếp tục tu tập. Thì cái hành thiền nó cũng vậy, hành thiền mà mình không có được cái sự bình tĩnh để mình ngồi thiền á, mình ngồi chỗ đàng hoàng tử tế, mình ngồi để cái giờ này qua giờ kia, chán lắm, nó khổ lắm, nó mệt mỏi lắm. Một cái giờ ngồi đó. Vì vậy trở lại cái câu hỏi của cái vị này đó, nếu mà chưa trả lời rồi mà có gì thắc mắc thì hỏi tiếp. Bây giờ mệt quá đi nghỉ đi, đừng có làm, đừng có ngồi thiền nữa, đừng có ham ngồi nữa. Bởi vì cái thể xác mình làm cả ngày mà 8 9 tiếng 10 tiếng mệt mỏi quá, bây giờ đi ngủ. Ngày mai sáng dậy sớm có thời giờ mình ngồi, lúc đó là thân thể nó được khỏe rồi. Đó. Thì biết là bây đó là mình chỉ việc bị chỉ lúc bây giờ đó, cái buổi sáng mình ngồi là chỉ mình chỉ điêu với cái buồn ngủ mà thôi. Còn vừa trong này là vừa buồn ngủ mà vừa không suy nghĩ nữa, hai ba thứ rồi ảo giác nữa, đủ thứ chuyện à. Vì vậy sư đề nghị cái vị này đó, nhớ nếu mà mệt quá đừng có ngồi thiền nữa, không phải lúc ngồi thiền, ngoại trừ trường hợp quý vị giỏi, cái đó sư nói đó khác rồi đấy. Thì quý vị tập rồi đó, thì khi mà ngồi khỏe rồi thì bây giờ quý vị sẽ thấy cái thời ngồi nó tương đối nó dễ thở hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Rồi ví dụ chẳng hạn như ngồi quá mà không xử lý được cái tâm hôn trầm đó, mình thấy nó khó chịu quá, có thể mình đứng dậy đi tới đi lui chút rồi ngồi xuống nữa đấy. Hoặc giả là thay vì ngồi mình đi kinh hành, nghĩa là làm mọi cách để mình tiếp tục được duy trì chánh niệm, đơn giản vậy thôi. Và cái chuyện này nó cái chuyện nó xảy ra đối với các người mới tập rồi, chắc chắn là 100%, không thể nào tránh khỏi. Các sư ngừng đây chút xíu, nếu quý vị mà hỏi đây nó không muốn hỏi cái gì nữa thì hỏi, thì để sư nói về cái đề tài kế tiếp là vấn đề mà trí tuệ trong vấn đề tu tập tư niệm xứ. Có à hỏi cái gì phải không? Dạ thưa không có thưa sư. Có ha, thôi bây giờ ok. Bây giờ mình nói một cái đề tài khác, đó là cái vấn đề thưa sư, tu tập tứ niệm xứ không chỉ đơn thuần là chánh niệm hay biết, mà còn phải biết vận dụng trí tuệ vào việc thực hành. Trí tuệ mà trong việc thực hành này là quý vị thấy không? Đây này quý vị, trong khi mà quý vị ngồi để nhắc quý vị này, suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, cái đó là văn tuệ đó. Vận dụng trong trong khi sự thực hành là nhắc nhở mình suy nghĩ tới, nhắc nhở mình rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Và cái chuyện này mình không có thể nào mà chạy đi đâu được hết trơn á. Buồn ngủ là một hiện tượng tự nhiên,
Phiền não là một hiện tượng tự nhiên, đây là vận dụng trí tuệ này. Trí tuệ này phải trí tuệ của mình, mà trí tuệ của thiền sư chỉ cho mình, nhắc nhở mình, lặp lặp lại và mình nhắc cái tâm của mình. Đừng có bực bội với sự suy nghĩ, đừng bực bội với sự buồn ngủ, đừng bực bội với cái tâm mà gì đây phóng dật hay là bất cứ những cái chướng ngại nào trong cái sự tình. Đừng có bực với nó. Hoặc giả phiền não tham sân si, mình thấy mình bực quá, bực gì mình tu chưa tới thì xem tham sân si thôi. Áp dụng trí tuệ vào trong việc thực hành, có một cái nữa là trạch pháp giác chi nữa. Tại sao mà cái giờ thiền hồi nãy mình ngồi yên mà bây giờ ngồi không yên này? Bây giờ quan sát cho kỹ coi tại sao hồi nãy vậy? Ngày hôm qua đó ngồi rất là mệt mà mình vượt qua được, và mình ngồi tiếp tục cho tới hết giờ. Ngày hôm nay tại sao ngồi không được? Đặt câu hỏi không phải để mà câu có câu trả lời, đặt câu hỏi để mình quan sát kỹ hơn. Ví dụ như hai người đi một cái việc mở một cái tiệm ăn uống chẳng hạn, hoặc cả một cái tiệm business buôn bán. Đây là cái câu chuyện mà sư kể cho anh, vì anh kia anh làm buôn bán, anh nói. Anh kia anh có một cái tiệm mà gọi là One Dollar Store, cái gì? Một cái loại cái bán trong những khu vực mà cái người mà nghèo thôi. Thứ gì cũng đồng hết trơn. 99 cent nữa. Thế nói rằng đó, có rất nhiều người vô thì họ mua đàng hoàng thực tế, mà có nhiều người vô không mua và đi ra. Thì tự nhiên mình hỏi, ủa cái anh này đó, anh vô anh lấy một mớ đồ rất là nhiều mà sao mà cuối cùng anh bỏ lại anh đi ra. Thì cái anh mà Phật tử đó, anh đặt câu hỏi. Do đó lần tới mà khi mà cái người này mà vô lần nữa thì anh mở cái camera anh coi thử làm gì, thì thằng này vô nó ăn cắp thiệt đó. Thì quý vị thấy không, khi mình buôn bán làm ăn mình sử dụng cái trí tuệ của mình là vậy đó. Tất cả mọi người vô đều mua hết rồi đem ra trả tiền cho mình. Anh này hồi nãy mình thấy cầm một đống đồ mà sao cuối cùng bỏ đi ra. Rồi đôi khi nó xảy ra hai ba lần như vậy. Do đó cái anh mà chủ anh cũng là Phật tử, anh nói anh rọi cái camera hướng về phía nó thì anh thấy nó lấy đồ của anh đó. Bây giờ nó là một cái người Mỹ da đen mà nó lấy đồ thì làm sao bây giờ mình phải suy nghĩ như thế nào? Mình có thể bắt nó được, mình có thể kêu cảnh sát nó bắt nó, nhưng mà nó vô nó đập tiệm mình, nó phá bị khu vực của nó mà. Thì anh mới suy nghĩ, anh mới nói bây giờ mình phải xử lý cho em đẹp. Bây giờ mình mất đi cho mất. Anh tới anh gặp cái chú Mỹ đen đó, cũng là trẻ thôi còn trẻ. Nói, ông không biết, tại tôi để ý ông vô cái tiệm của tôi hai ba lần rồi đấy. Bây giờ lần này ông vô, ông lấy đồ của tôi. Ở đó ông nói cái gì? Tôi mà lấy đồ của ông mà. Sẵn tôi tính đại đánh, anh nói không. Tôi thấy rõ ràng. Vì anh không thấy cái camera, chứ tôi có cái camera trên này này. Cái đó nãy giờ anh làm gì tôi thấy hết. Nhưng mà bây giờ đó, anh lấy ra đi, tôi thấy, tôi cho anh đó. Đấy, tôi biếu anh, không sao hết cả. Mà anh làm chi vậy, anh thấy không? Có bao nhiêu tiền đâu, thứ đồng đồng anh bỏ đó, nó nhiều lắm, chừng 5 bạc chứ nhiêu. Đi đang làm tin, bỏ lại hết đi ra. Đấy, mình sử dụng cái sự hiểu biết trí tuệ mình trong cái vấn đề làm ăn buôn bán, thì trong cái vấn đề tu tập cũng vậy. Đó, cái này một dạng là trạch pháp giác chi đó quý vị. Nhưng mà mấy cái người mới tập thì không có, khó lắm đó. Tại sao mình ngồi thiền nó cứ tới giờ đó thì nó buồn ngủ, hoặc giả là ngày hôm qua cũng tới giờ đó nó tỉnh táo, xong giờ này nó buồn ngủ, tại sao vậy? Trước đó mình làm cái gì? Đó, có một cái cô qua bên thiền đường đó, cô hay nói với thiền sư, thưa sư con gặp một cái khó khăn, đó là con sáng sớm con ngồi không được, sớm con ngồi nó ngủ dữ quá. Có lẽ là con ngủ không đủ. Thực sự nói con ngủ mấy tiếng mà ngủ không đủ. Thì con ngủ như bình thường 9 giờ về là con ngủ rồi. Sáng sớm 3 giờ rưỡi con dậy. Thì ông nói tính đi qua mấy tiếng, 12 tiếng rồi, 6 tiếng rồi phải không? Hành giả chỉ ngủ 4 tiếng thôi, không có ngủ nhiều hơn. Con ngủ rất nhiều rồi đó. Vì vậy cái chuyện nó ngủ không đủ là không đúng. Đủ rồi. Vì có ngày ở đây mình đâu có làm cái gì à. Cô không làm gì, sư không làm gì hết trơn. Mình chỉ lo mình hành thiền không thôi. Vậy ngủ 4 tiếng là đủ rồi, mà còn ngủ tới 6 tiếng. Vậy không phải đâu. Mà bây giờ cô đi về đi. Ngày mai cô tập nữa. Và cô để ý trước khi mà cô vô ngồi, cô làm cái gì? Nói cho sư nghe. À, cô hỏi cô duy trì chánh niệm trong khi đó, pháp cái gì đó quý vị? Tại sao mà giờ đó mình ngủ, mà giờ khác mình không ngủ? Là tại vì sao? Là tại vì mình trong cái giờ mà từ lúc mà thức dậy mà cho tới khi mà lên trên thiền đường mà ngồi đó, mình hoàn toàn không có chánh niệm. Không chánh niệm, tâm mình nó yếu thì vô ngồi nó ngủ.
Tôi suy nghĩ suy nghĩ suy đáng là ngủ. Thì ông khuyên bây giờ đó cô dậy, cô nhớ thức dậy rửa mặt đánh răng súc miệng mở cửa đóng cửa đi cầu đi tiêu đi tiểu làm gì đó, nhớ ráng duy trì chánh niệm. Sự để ý một một cái này, cái niệm của sự đó quý vị. Sự có một cái thói quen là tại vì sự đi bác sĩ họ khám mà nói rằng là có sự cẩn thận nha, tăng sâm của sự cao lắm đó. Tâm thật ra không phải tăng sâm của sự cao đâu mà tại cái máy nó hư đó. Có bữa nó lên 170, 180 giống như sắp tai biến vậy, mà thật ra không phải. Nhưng mà cái máy của ông bác sĩ là đúng chẳng phải không? Cái bắt cái máy mà của sự đo là bởi vì sư thấy ông bác sĩ ông hâm vậy, sư về sư lấy cái máy thì cái máy nó bị hư. Cái chị Phật, cô Phật tử nó có cho, cô cũng rất là nhiệt tình cô cho, nhưng mà cái máy nó hư làm sao bây giờ này? Tầm bậy tầm bạ không à. Thành ra bây giờ sư có cái thói quen đi mua một cái máy khác tốt. Rồi cứ buổi sáng sớm mà sư dậy, 3 giờ sáng thì dậy, rửa mặt đánh răng súc miệng gì đây làm đủ thứ chuyện trong trong đó rồi mới bước vô là đo tăng xong. Tăng xong rất là bình thường normal 115 118 120 không bao giờ mà hơn hết trơn. Còn nè cứ để ý, ngủ bởi vì người ta nói là anh ngủ một chất thì anh khỏe rồi, anh đo tăng xong thử qua thử sự nhảy vô trên giường nhảy xuống lấy cái máy tăng xong ra đo là lên 130 140 liền, là bởi vì nó rất háo hức. Vì vậy sư bây giờ sư rút một kinh nghiệm, buổi sáng thức dậy nhớ duy trì tinh này, làm cho thông thả xếp mền chiếu đi uống nước đi nhà vệ sinh đánh răng súc miệng xong xuôi chưa, xong rồi sư cũng chưa có chịu nữa sư quét nhà quét đồ cho sạch sẽ trước khi tập thể dục thể thao, sư đo máu sư chắc chắn lúc nào nó cũng thấp hết trơn. Rồi một cái chuyện khác nữa, cái này không phải đây là cái thời giờ để mà nói chuyện mà blood pressure là tăng xong máu, nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm cá nhân cho mình thấy sự đi bộ cũng vậy đó, sự đi thong thả sự đi suy duy trì chánh niệm về nhà tăng xong không có gì cao, chiều 6 7 giờ tối rồi vẫn không cao. Nhiều người nói sẽ đi chiều tối mà sư tăng xong sư thấp vậy thì bởi vì khi mình làm mình có chánh niệm mình làm thong thả mình làm thoải mái thì tự nhiên tăng xong thấp à. Đó thì thôi tôi cái chuyện tăng xong tôi bỏ qua bên này, bây giờ mình nói chuyện tiếp tục trí tuệ nha. Thưa sư, con hỏi sư về vấn đề ngũ căn. Đây là một cái bài pháp mà sư đọc rồi và bây giờ sư nhắc lại điểm thực sư đang nói về vấn đề trí tuệ trong này. Trong đó có tín, tấn, niệm, định, tuệ. Cô này cô muốn hỏi là thế nào gọi là quân bình, ngũ căn, ngũ lực. Thì cô nói rằng thưa sư, bốn cái pháp đầu tiên là tín, tấn, niệm, định thì có bộ dễ đó. Còn trí tuệ mà sao thấy mờ, nó khó nhận ra quá, không biết cái nằm đâu. Này. Đây, trí tuệ trong khi tu tập mà mình không biết này, biết nằm đâu này. Hành giả phải tu tập và kiểm tra để xem loại trí tuệ nào bạn đang có. Bạn đang làm, đang tu là có trí tuệ nhưng không rõ nên phải xem lại. Một người biết tu niệm là trí tuệ đang có với vị đó. Thấy chưa? Quý vị thấy. Quý vị biết tu là quý vị có trí tuệ rồi. Vì bây giờ người không có trí tuệ đâu cũng muốn tu. Tu chi cho nó cực vậy? Biết kêu vô đây mà ngồi nghe pháp thì chắc đã muốn nghe con nói chuyện tu. Cái đi chơi có phải sướng không? Nó hay kể câu chuyện tôi ra ngoài Đà Nẵng tôi thấy. Ôi cha đi nhậu thôi đã lắm. Ngồi cái lắm. Ràng ngang bát ngát người với người giống đi hội vậy. Còn đi vô chùa tu rất là mọi người. Vì vậy những cái người mà chịu khó tu có biết tu tập là người đã có trí tuệ rồi. Quý vị trí tuệ quý vị có mà quý vị không thấy, thật sự không hay nói vậy. Một người biết tu niệm là trí tuệ đang có mặt quý vị đó, tập rồi biết và hiểu được nhiều ít trí tuệ nữa. Hành giả có biết cách thực tập không? Ông hỏi lại cái cô đó đó. Dạ thưa sư, con thật ra nói cũng chưa có rõ lắm. Có lúc tập đúng nhưng mà có lúc tập sai, may mắn thì tập đúng mà còn đa phần là tập sai không. Nếu tập đúng thì trí tuệ có mặt rồi đấy. Nghĩa là trong cái giờ mình thiền tập đó, hướng dẫn như thế nào mình làm như vậy và mình thấy ngồi nó có kết quả, tâm bớt phóng dật, tâm tương đối nó yên tĩnh, tương đối thôi chứ không phải là hoàn toàn 100%. Rồi mình cảm thấy thích thú trong cái sự tu tập của mình muốn chán nản giống như cái bài pháp của một cái cô gái đầu tiên mệt mỏi quá chán nản quá thì đó bạn đã có trí tuệ này. Nếu tập đúng thì trí tuệ có mặt, có hai loại trí tuệ trong khi bạn thiền tập. Thứ nhất
Lập tập đúng phương pháp là và hiểu bản chất các pháp tự nhiên, đó là loại thứ hai. Cái thứ nhất là bắt tập đúng, người ta chỉ cho mình cái hướng dẫn cách thiền tập. Ví dụ hồi nãy tôi nói đó, bây giờ quý vị mệt mỏi quá, quý vị đi nghỉ đi, khoan ngồi thiền đã, rồi bây giờ nghỉ rồi khỏe dậy rồi ha, bây giờ cái cơn buồn ngủ mình đang còn, cái trớn của sự buồn ngủ nó còn, trong khi ngồi nhớ duy trì chánh niệm cứng, nó suy nghĩ lang thang, đem về trở lại hơi thở, đem về tiếng động, đem về cảm giác, đem về sự xúc chạm, đừng có cho nó suy nghĩ lang thang để mình build up, mình làm cho cái chánh niệm của mình nó mạnh chứ. Thì khi mà buồn ngủ nó tới thì trúng chánh niệm nó phải giác luôn vậy. Với là khi mà mình tập và mình duy trì chánh niệm nhiều á, nó chỉ hút một chút là nó kéo mình lại liền tức thì. Cái dự ngồi ngồi mà quý vị thấy ủa có hình hình ảnh có ai như khoai trắng, hoặc giả là mình thấy giống như là có chiếc xe nó chạy tới trước mặt mình rồi vậy đó. Mấy cái đó là toàn là ảo giác không ạ. Khi mà mình đã có chánh niệm rồi là nó biết cái này là giả. Sư là có thói quen thế, mà sư thấy tầm bậy tầm bạ cái tự nhiên sư mở mắt ra, biết là mình không còn tỉnh nữa rồi, mở mắt ra, hoặc giả là ngồi cho thẳng, lúc đó cái hình nó quật xuống là cái gì đó. Thì tại sao? Tại vì mình ngay lúc đầu mình vô, mình ngồi lúc đầu mình không có chịu, nghĩa là quyết tâm giữ chánh niệm cho nó cứng, đừng để cho nó dậy, giữ chánh niệm thôi, là mất đem trở lại, mất đem trở lại, mất đem trở lại, đó vậy thôi à. Chứ không phải mình nói mình có chánh niệm 100%, thì khi bạn mất bạn đem trở lại, bạn thấy cái người của bạn nó rất là khỏe, nó nhẹ lắm. Còn khi mà mình không có chánh niệm, mình ngồi đó mình suy nghĩ trời ơi, cái body của mình, cái thân của mình nó mệt mỏi, cũng nó giá dữ, hoặc quẹo qua quẹo lại. Nếu tập đúng thì trí tuệ có mặt, có hai loại trí tuệ trong khi bạn tu tập. Cái loại trí tuệ thứ nhất là bạn hiểu được phương cách và bạn tập đúng, thấy có kết quả tốt, nghĩa là không có phải là 100%, nhưng mà mình ngồi thiền mình thấy không đến nỗi, giờ ngồi nó cũng đi qua rất là êm ả. Mình bây giờ ngồi là mình muốn ngồi 1 tiếng thì mình cũng ngồi rất là dễ dàng. Và cái thứ hai nữa là khi bạn tập rồi bạn hiểu rằng bản chất của các pháp tự nhiên, cái này khó này. Đó, cái này là trí tuệ thật sự này, bạn hiểu rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên, hiểu thật á, chứ không phải là bạn đi theo cái lời dạy của thiền sư được quý vị nó ô tự nhiên tự nhiên tự nhiên, nhưng mà không tự nhiên. Có một cái câu hỏi khác rằng là khi mình thiền tập mà mình không để ý tới cái tâm á, mà mình chú rất nhiều trong đối tượng, thì là mình ưa bị phiền não nó chen vào đó mà mình không thấy. Đây là cái trường hợp của quý vị này. Cho quý vị đau đau nhức chân hạn, quý vị biết đau tay dặn bạn á, đau thì có sắc tâm khó chịu, bạn bạn chỉ biết chú ý tới cái đau mà thôi, giống như những người mà tập về phương pháp mà về thân vậy đó, đau 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 đau, trong khi nói đau như vậy muốn cái đau nó đi chỗ khác, muốn get rid nó, là bạn thấy bạn không để ý cái tâm, bạn tập thiệt đó nhưng mà tâm là toàn tâm sân không à. Hoặc giả ta nói ta dặn suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, nó suy nghĩ mình biết suy nghĩ, mình đem trở lại hơi thở của mình, đem trở lại phòng xẹp đó, mình nó đem cái lại phòng xẹp mình biết vậy đó, nhưng mà mình cắn răng mình bực bội mình khó chịu, đó là cái thái độ không chân chánh, là không quan sát cái tâm đó quý vị. Khi bạn hiểu các pháp tự nhiên rồi, tức là bạn hiểu rằng suy nghĩ là suy nghĩ, phiền não là phiền não, không có của ai cả, không có tôi ta trong này, thì bạn hiểu cái pháp bản chất của pháp tự nhiên rồi, thì cái này cũng là trí tuệ cần thiết và quan trọng nhất, không phải cái thứ hai. Cần thiết và quan trọng là cái thứ nhất, là tức là bạn phải tập, bạn sang chút biết cách tập, thì cái thứ hai nó tới là hiểu cách tập, nhớ lời dạy, chỉ phương pháp người ta hướng dẫn mình cho ra, mình làm mình tập và làm được, tự nhiên là quý vị sẽ hiểu, từ từ sẽ hiểu thế nào là vô thường, thế nào là phụ mã, thế nào là tâm suy nghĩ, thế nào là phiền não. Điều quan trọng là biết cách tập, khi biết cách tập rồi thì trí tuệ sẽ phát sanh, trí tuệ phát sanh bằng hiểu rất rõ các pháp thực tại. Khi hành giả thiền tập là hành giả có trí tuệ, vì không thể tập nếu không hiểu gì hết. Nói cách khác, nếu không biết hay không hiểu tập như thế nào thì làm sao mình tiếp tục hành trì đây? Có gì không? Phải đi về lâu về dài đó là vậy. Thưa sư, khi con tập con cứ mắc phải lỗi lầm hoài. Những cái gì mà sư hướng dẫn sư dạy ra, con tới đó con làm rất lắc à. Dĩ nhiên rồi, bạn đang tập, bạn đang học mà, bạn tập đang học thì bạn có phạm lỗi mà. Chừng nào bạn học xong rồi đó, bạn thành tựu rồi đó,
bạn biết hết trơn rồi thì bạn không phạm lỗi nữa. Còn ngày nào mà bạn chưa học xong, bạn còn tu tập mà, bạn tập luyện mà, bạn tập luyện thì bạn có make a mistake, bạn phải lầm lỗi, và mình học từ cái lầm lỗi này này, có vậy không? Cái cuộc sống của mình là cả một cái đời mình hoàn toàn chuyện lầm lỗi à. Có làm cái gì mà đúng ra đúng rồi, còn chúng ta làm chuyện tào lao không à? Đến bây giờ mình học, mình tu là mình học từ những cái sai lầm ở trong quá khứ của mình, từ sai lầm, từ những cái chuyện mình làm, thì cái đó mới gọi là người tu chứ. Người tu là sửa từ từ mà, làm sao mà làm hô một tiếng mà mình 100% lần được liền. Có nhiều vị gặp Phật, Phật thuyết một câu thôi, trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, trong nếm chỉ nếm miệng, đụng địa xúc chạm biết xúc chạm, đắc quả A-la-hán liền. Trời ơi, mình Đức Phật nói 100 lần mình mới cũng đắc đắc, mà đắc quá a la làng không à, rồi làm sao đây? Thì tại vì căn duyên mình chưa tới, trí tuệ mình chưa có, do đó phải đi từ từ thôi. Và đa phần ngày hôm nay mình còn ngồi đây, chắc có lẽ hồi xưa sư đoán quý vị cũng đã gặp Phật rồi, nhưng mà lâu thôi quá sư cũng vậy nữa, thì bây giờ mới lọt tọt tới ngồi, ta còn ngồi đây đấy. Thì tại vì quý vị rất thích tu nè, chưa được cái gì, sư cũng thích tu lắm mà, làm trật lên trật xuống hoài. Sẵn đây thì nhớ là thời kỳ mà sư tập theo phương pháp mà Mahasi đó quý vị, thì tập với ngài Hòa thượng Upandita, Uttala là sư ngủ qua trời là buồn ngủ, buồn ngủ qua trời qua đất không qua được. Mỗi lần đi vô đình pháp với ngài Hòa thượng là Hòa thượng cứ nói tinh tấn tinh tấn tinh tấn tinh tấn, mình mới trong bụng ổng nói tinh tấn, mình tinh tấn muốn chết mà đâu có được cái gì đâu. Cái có một bữa nó ngồi thiền, cái tự nhiên nó vượt qua được cái gì, cơn buồn ngủ nó vượt qua, tâm sáng bừng. Ngồi một tiếng rồi bây giờ nó đã quá rồi, muốn ngồi thêm nữa. Cái tự nhiên suy nghĩ bây giờ là mình có nhớ là tại vì sao mình ngồi thiền mà được như vậy không? Không nhớ gì trời, chỉ biết là mới vô nó cũng như bình thường 15 20 phút thôi, chứ còn tới 3 phút thứ 21 là bắt đầu nó gục rồi. Không biết tại sao mà được, thì cứ suy nghĩ trong tâm rồi chắc có lẽ là mình làm cái là phước chủ may thầy hên xui may rủi mà được cái này thôi, chứ làm sao đây. Rồi cứ tự nhiên ngồi thì những đâm rất khóc à, xúc động tới, tại suy nghĩ mà, suy nghĩ trời ơi phải chi mà cái này mà nó có hoài cho mình sung sướng biết như bao nhiêu. Mình đi tập như vậy rồi cũng đã mười mấy 20 năm rồi mà sao thấy khổ quá, cái cơn buồn ngủ nó không có qua nổi. Nào hôm nay mà mình qua được mừng quá, mừng cái gì, tập cả gần cả chục năm rồi bây giờ nó qua được cho một lần cái cơn buồn ngủ, mừng quá mừng. Cứ ngồi đó đâm khóc, cứ bị toàn là không ai chỉ cho mình cái tập sao thế nào cho phải, cách tập thế nào, không chỉ cho mình phải tinh tấn như thế nào. Rồi khi mà có tinh tấn được rồi đó, phải từ từ nó đi tới, chứ không phải là cứ một lần như vậy mà được đâu, nhiều lần nữa lắm. Cũng giống như người ta thuê mình làm việc vậy đó, mới đầu vô làm nó trật tới trật lui vậy, lúc khi chủ muốn đuổi là bị mình phá của người ta, mà mất thì giờ của người ta nữa, chỉ hoài cứ làm trật hoài. Nhưng mà từ từ mình học đây, mình học rồi mất thì giờ thì chủ nó cũng khôn lắm, nó thấy người mình cố gắng nó cũng giữ mình lại, cho mình làm đấy. Rồi làm được một lần mừng quá mừng, nhưng mà chưa đâu, phải làm thêm nữa. Bất cứ cái nghề nghiệp nào cũng vậy, không phải là quý vị làm lần mà quý vị được đâu, làm tới làm lui làm lui làm tới trật tới trật lui làm tới hoài vậy đó, thì từ từ nó mới là tính xảo chứ làm sao đây. Thì cái thiền tập nó cũng vậy, mới làm ai cũng trật cái trần. Và khi mình trật rồi đó, mình có nhớ là mình tại sao mình làm đúng không, rồi từ đó mình học. Bây giờ mình nếu mà làm đúng nó thôi, kệ để yên nó đi, tiếp tục tới nữa, rồi duy trì cái sự quan sát của mình, thì trong thiền tập nó cũng dạy như vậy đó. Thưa sư, khi tập thì nó cứ mắc phải lỗi lầm hoài. Ồ dĩ nhiên rồi, bạn đang tập đang học thì phải lầm lỗi chứ sao, nếu thấy lỗi mình trong khi thiền tập, cái này cũng trí tuệ nữa, em vừa thấy trí tuệ khắp nơi. Trong khi bạn tu tập mà bạn thấy bạn make a mistake, bạn lầm lỗi, cái này ông thiền sư nói là trí tuệ này. Thưa sư, con sửa đầu này nó hư đầu kia, thấy hư thấy sai cũng là trí tuệ nữa. Ô trời ơi, trí tuệ khắp nơi mà không biết gì trơn, cứ ngồi cứ than ông sùng, sao mà không có trí tuệ. Có chánh niệm là gì đây thưa sư? Vậy bây giờ sư nói một cách cụ thể cho con một ví dụ để thấy rõ chánh niệm với năm căn quân bình không?
Thế nào là chánh niệm ở năm căn của mình? Thì ông thiền sư nói khi mà có chánh niệm thì từ từ trí tuệ nó tới, khi mà có trí tuệ có chánh niệm năm căn nó của mình, đơn giản vậy thôi. Bây giờ cứ duy trì chánh niệm này, bây giờ có thể là căn năm căn mình không quân bình thì trí tuệ không có, tính tấn niệm định có rồi mà trí tuệ chưa có, thì bây giờ cứ tiếp tục tập nữa thì thấy cái trí tuệ nó cũng giống được hồi nãy sư nói đó, sư ngồi thiền hoài sư cố gắng cố gắng cố gắng tới một lúc nào đó đó nó cố tâm nó quân bình, trí tuệ nó có mặt tự nhiên buồn ngủ đi qua, suy nghĩ nó đi qua, tâm mình rất là trong, rất là sáng, mình ngồi giờ thiền nó rất là khỏe. Có chánh niệm, có chánh niệm là năm căn quân bình, vì có chánh niệm sẽ đưa tới trí tuệ, và khi khi mà có trí tuệ rồi thì năm căn tự động quân bình. Khi hành giả nỗ lực duy trì chánh niệm thì năm căn đang làm việc, ít ra là bốn căn làm việc, tinh tấn niệm định, và khi bốn căn này nó làm việc đều đặn rồi thì tự nhiên trí tuệ nó ra, trong khi mà có trí tuệ thì cả năm căn nó quân bình. Thưa sư, nhưng sư dạy rằng chánh niệm có thể có với trí tuệ, nhưng mà chánh niệm cũng có thể không đi với trí tuệ. Có chánh niệm thì phải có trí tuệ nữa, nhưng mà có khi chánh niệm mà không có trí tuệ, chánh niệm mà không có, thế nào mà chánh niệm mà không có trí tuệ? Thì cô kể một câu chuyện suy nhớ hoài của nó. Còn có một cái cô mà gì đây, bạn đồng tu với con, nhỏ tuổi hơn con mà tu sau con nữa. À, cái cô này cô có một cái thói quen là rất bực bội, là khi nào cô gặp mặt con là cô thò tay cô vuốt má con này, giống như nói là trời ơi em ơi em dễ thương quá, là con ghét cái cách đó. Cái con nhỏ này nó xí xỏn, nó gặp mặt nó gặp mình nó cứ đưa tay nó rờ mặt mình hoài vậy. Lần thứ nhất để cô bỏ qua, lần thứ hai bỏ qua, tới lần thứ ba đó cô này rờ nữa đó, cô kia đó, cô nói bây giờ nó rờ để mình rờ lại cho nó. Cô nói khi thay vì mà đưa tay mà rờ mặt nó, cô tát cho một cái. Cô thấy rất là rõ là chánh niệm của cô nó rờ mặt con bực mình, con sân hận, tác ý con đưa tay ra tính rờ mặt trở lại thôi, nhưng mà mạnh quá bị tâm sân mà. Thế quý vị thấy chánh niệm đó, nhưng mà trí tuệ không có, do đó sân nó nổi. Ví dụ trong trong khi quý vị ăn, quý vị cũng duy trì chánh niệm, quý vị có biết quý vị ăn, quý vị biết tham, nhưng mà tham nó vẫn tới như thường, tại không có trí tuệ. Vì vậy có chánh niệm mà có thể không có trí tuệ, và có chánh niệm có trí tuệ, cái này thì quý vị hiểu rồi. Để mà có chánh niệm có trí tuệ thì mọi sự nó yên ổn. Không đi với trí tuệ không có nghĩa là không có chút trí tuệ nào hết, cũng có đó, thấy không? Có đó nhưng ít thôi. Một đôi khi hành giả không chịu kiểm tra, chỉ đơn thuần chánh niệm thì cũng cũng có trí tuệ đấy, nhưng mà trí tuệ nó yếu thôi. Không có chánh niệm không có duy trì được chánh niệm, phải duy trì được chánh niệm là mình có cái ý thức là mình phải duy trì chánh niệm, và mình cố giữ cái chánh niệm mình cho lâu, trong đấy có một phần trí tuệ yếu, nói là vậy đó, nhưng mà nó rất là mơ hồ, rất là ít. Cái trí tuệ mà mình tính chánh niệm mà liên tục rồi nó trổ ra cho mình coi, thì cái trí tuệ này là khác. À, để chút xíu sư đọc mấy cái bài mà họ tình pháp với thiền sư, mình thấy rõ ràng trong này đó, đây là cái sự hiểu biết, đây là trí tuệ không. Nếu không có chút trí tuệ nào cả thì hành giả không thể tiếp tục tu tập được như thế này. Vì vậy bạn tu, bạn biết cách tu và bạn tu rồi bạn tiếp tục tu hoài, bạn đã có trí tuệ đây. Tâm hành giả bây giờ sẽ chán nản, mỏi mệt, buồn ngủ, đó là bạn tu mà không có trí tuệ, hoặc trí tuệ quá ít, bạn sẽ không tiếp tục tu tập được. Tâm bây giờ chán nản, buồn ngủ, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc. Khi bạn thấy tâm giả dưỡi mờ mờ mịt, lầm biếng, hôn trầm, thì trạng thái ngược lại là trí tuệ mê mờ, hôn trầm, biếng nhác, là đặc tính của tâm si. Hãy nói cho tôi biết là mỗi khi duy trì chánh niệm, bạn thấy sự thực, thấy tâm của bạn có hoan hỷ nhiều hay ít trong sự thực tập hay không, và tại sao chúng ta phải duy trì chánh niệm thực tập thiền? Vì đó là bổn phận của người xuất gia, bởi vì cái người hỏi là một cái cô tu nữ được gì, hay tập vì mình thấy rõ sự lợi lạc cho nên không buông, không bỏ nó, tiếp tục tu tập hoài. Có sự hứng thú nào lúc thiền tập không? Dạ cũng có, nhưng mà khi có khi không. Đấy. Có khi thì thích lắm mà có khi không thích. Đây là những cái câu trả lời rất là thật quý vị. Đây là câu trả lời của một người có tu đàng hoàng tử tế, chứ không phải ngồi đó nói chuyện lý thuyết.
những cái bài pháp như thế này quý vị thấy không, nó giúp đỡ mình rất là nhiều trong cái sự thực hành của mình. Sư cũng rất thích những cái loại như thế này vì đây là cái sở trường của sư mà. Và quý vị hỏi những cái câu mà cao quá mà lý thuyết quá thì sư phải đi tìm đi kiếm rồi nói rồi cũng chẳng có lợi ích gì bao nhiêu hết trơn. Quý vị có hỏi cái gì không quý vị? Đấy, một bài thôi, bây giờ có những bài khác để cái gì nè. Trang bị 92. Không có câu hỏi nào hết trơn Thưa sư, con ha. muốn hỏi. Thưa Trang sư, 50. con muốn hỏi. Thanh Thu Hồng hả? Dạ, con bên ở Việt Nam. Dạ, con muốn Đi hỏi đi. về pháp hành. Dạ. Chừng tuần nay thì con gặp một cái vấn đề khi mà con đang ngồi thiền, mà hồi nào đến giờ thì con chưa có gặp lần nào. Thì con ngồi thiền đang rất là bình thường, con quan sát hơi thở, quan sát tiếng động, và con vừa cảm thấy cái chân của con nó bị đau, thì con cảm quan quan sát cái đau, chưa có quan sát được cái tâm khó chịu, thì tự nhiên cái con nó rất là nhanh, con không có nhận ra được. Cái lúc đó là con không con nghĩ con thấy là như con không còn quan sát được hơi thở nữa, và tự nhiên con đọc trong tâm con ba cái câu lễ Phật mà thường con mỗi ngày con đọc trước khi con ngồi thiền. Con đọc rất là rõ ràng và con ngồi y cái tư thế của ngồi thiền, mỗi câu sau khi đọc con đều cúi đầu xuống. Thay vì con xá thì con không xá, tại vì hai cái tay con để y như ngồi thiền, con vẫn giữ như vậy và con thấy như vậy nữa. Tới khi con đọc hết câu thứ ba, con cúi đầu xuống xong thì con thấy như là tâm mình nó trở lại. Con mới nhận ra rằng con làm như vậy là không đúng, tại vì con đang ngồi thiền chứ không phải con mới mới tạo mới mới bắt đầu vô. Thì con không hiểu như thế Lúc nào đó là là cái tâm mình lúc sáng suốt đó. rồi, lúc đó tâm không sáng suốt, dạ lúc đó cái tâm mình dạ nó không sáng suốt rồi, do đó mình mới mới, 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 mới lẫn lộn vậy đó. Từ nãy tôi nói đó, dạ đang ngồi thiền mà mình dạ thấy mình hành, mình đang ngồi thiền mà mình thấy dạ mình trả lời với ai hoặc trả lời, mình ra số bếp mình nấu đồ ăn điểm tâm để mình ăn chẳng hạn, thì cái dạ này tâm mình nó không ổn rồi, tâm mình nó lẫn lộn rồi, và chắc chắn là dạ sự dạ là do tâm buồn ngủ đó, rồi dạ mình tại vì cái tưởng của con thắc mắc là tại vì lúc đó con biết con nhận biết là mình đọc mình cúi đầu xuống mỗi câu, nhưng mà con cảm thấy như là nó có cái gì mờ chứ nó không có sáng như đó. là khi sau đó con giật mình thức dậy. Ừ. Như vậy là lúc đó là mình buồn ngủ hả sư? Ngủ rồi, mở mắt ra, đừng ngồi nữa, mở mắt ra, Dạ. nó phải đặt câu hỏi rồi, ngoài ngoài cái bây giờ nãy mình quan sát cái gì, mình quan sát hơi thở, quan sát phòng xẹp với quan sát tiếng động, bây giờ có còn thấy mấy cái này nữa không, nhắc nhở đó, đặt pháp chắc chi đó. Bây giờ Dạ. đang đang ngồi thì Thì tự nhiên thấy biết. mình đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cúi đầu xuống rồi là mình biết đặt rồi. Đang ngồi Dạ. thiền mà đâu có phải lúc bắt đầu đâu. Như vậy tức là Dạ. cái tâm của mình nó không tỉnh. À. Dạ. Thì bây giờ Thì ra hay sau là sao? đó sau khi mà con tỉnh á, thì con trở lại theo hơi thở rồi Biết rồi. quan sát Rồi nhưng bình mà mất một thường. thời gian rất lâu rồi. Con ngồi đó cô lại 2-3 lần rồi mình không nói mà thấy không? Dạ, Đó. dạ. Ngay từ lúc Dạ. đầu phải phải bén nhọn ngay từ lúc đầu, hiện mà thấy nó cúi xuống lại rồi, xong rồi tắt rồi, mở mắt ra. Dạ. Lúc lúc đó không biết thưa sư, lúc đó con không 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 nhận ra được, chỉ tới cái lần thứ ba thì Bởi lúc vì đó nó con buồn mới ngủ nhận rồi mà ra. sao nhận ra được, nó ngủ rồi mà nó Dạ. mê mờ mà tâm si nó tới rồi mà Dạ. Dạ. Con cảm ơn sư. Dạ sư cho con hỏi cũng về pháp hành đó sư. Dạ con là Thủy ở Việt Nam. Mấy ngày nay con ngồi thiền á, cái con lần đầu tiên đó là con mới mới vô á, thì con coi như là con có quan sát, con hay biết lắm, tiếng động rồi cảm xúc cảm giác nói chung là đầy đủ hết á. Cái chừng một lát một hồi cái bắt đầu con thấy tự nhiên sao con không nhận rõ gì đối tượng gì hết, nó mờ 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 dần,
con nhớ cái bài trong tâm con nhớ lúc đó sư nói là mình không còn đối tượng nó mờ mờ nó không có rõ nữa, là bắt đầu là buồn ngủ á, cái con mở mắt ra cái con tự nhiên con hỏi trong tâm con nói là bây giờ hiện giờ là có hay biết gì không, cũng như con hỏi vậy con nói giờ hiện giờ có hay biết gì không, cái con cái là con lại thấy con trở lại mà nó cứ làm tới làm lui cái chuyện đó, con không có nhắm mắt được, con phải mở mắt để con ngồi Vì sao để con biết cô Thủy làm cái gì không? Nó, khi mà dạ nó trở tới trở lui vậy biết làm sao không? Biết dạ cái tay bắt cái con cái một bắt cái bốt gì nó đâu đầu tập đầu rồi biết không biết không biết chứ sao biết à? yeah. Con mới hỏi vậy chứ để nó cứ làm tới làm luôn, lúc mà nó mơ mơ màng màng cái lúc nó tỉnh lại cái nó nhớ 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 quan sát cái lúc nó mơ mơ màng màng nó cứ tới Nó luôn vậy đó. vậy là không có đủ, mình mở mắt không có đủ và Dạ mình đặt câu hỏi không có đủ, ha. Cô dạ đặt chút dạ chút rồi nó buồn ngủ nó làm biến nó trở lại cái chuyện của nó à. Vì nó vậy khi lại mình như vậy á, mình thấy nó trở tới trở lui vậy là tức là mình niệm chưa có đủ, cái chánh niệm của mình không có đủ. Vậy mở mắt ra và niệm nữa, đừng 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 có để cho cái trạng thái mơ mơ màng màng nó tràn ngập mình, đừng có nhắm mắt nữa, mở mắt ra. dạ mở mắt ra dạ Và nếu cần nó bật đèn cho sáng. Đấy. bật đèn. Ủa cái lúc đó mình có Cái thể là mình đứng lên mình đi để hành không sư, đèn nữa. mình có thể là mình mình đứng lên mình đi tới đi lui rồi mình lại mình ngồi trở Đó, lại cái được không chuyện mà sư? đứng lên đi tới đi lui thì nó sẽ giải quyết tức thì, là nhưng mà rồi là mình làm bữa sau rồi phải đứng lên đi tới đi lui cho ngồi yên chỗ, nó cứ ngủ hoài. Làm cũng giống như là nó biết không biệt làm vậy Dạ nó làm như nó cũng đi vào cái lối nó mòn, nó lại làm như là tại không có đủ, không có đủ cái năng lượng của mình không có, do đó nó không có vượt qua được. Bây giờ nó cứ mỗi lần mà nó như vậy đó mình biết là nó sẽ tới, nếu mà mình không rốt ráo nó sẽ trở lại nữa, ráng mình duy trì chánh niệm cho cứng. Lúc đó đặt cho thật nhiều câu hỏi, đừng có một hai câu rồi bỏ. À, cái tay này, cái tay để đâu nè, cái tay để chỗ này này, thấy không? Đó là xúc chạm á, mấy cái này rất là rõ này. Cái mông đít, mông tay mặt thấy không, mông tay trái thấy không, còn cái chân mình nằm ở đâu, mình đang ngồi chỗ nào, thấy không? Cứ hỏi hỏi hoài đó, đừng có thả nó ra. Vì nó phải thả, có thả nó ra là nó trở lại trong coi vậy đó. Cái Làm như nó vùng đít kéo ghê lắm, kéo cái chỗ này. dạ Nó đúng mê rồi mờ, khi mà nó mê mờ là nó cứ làm, nó làm chứ có làm à, nhớ sư dặn vậy, nó làm cho làm cho vui vui chút vậy nhả để phải làm cho dạ hết, đừng có buông nó, buông nó à là buồn ngủ cứ đấy. dạ cái lúc cái đó mình mở cái mắt ra dạ mở mắt ra, dạ nếu mà đứng dậy thì đứng dậy bật đèn cho sáng, ngồi coi thử sao đấy. dạ cái Cái thiền này nó mở mắt nhắm mắt gì cũng được, đèn tối đèn sáng gì cũng được. Có nhiều người phải để đèn tối cho còn sáng ngồi thiền cũng được, như vậy tức là mình dị ứng với ánh sáng. Cứ việc tập bình thường thôi, sao cũng được hết trơn đó. Sáng cũng tập, tối cũng tập, và cái đôi khi ánh sáng nó giúp cho mình. Một giả là cô ở trong nhà, cô mở cửa ra, cô thấy xe cô đi ngoài Việt Nam ở ngoài ồn ào lắm, tiếng động nó làm cho mình tỉnh tỉnh nữa. Đấy. Dạ. Dạ con cảm ơn sư ạ. Đạo Phật và Dạ kính bạch sư cho con hỏi ạ. thôi đi. Ai đó? Dạ. Dạ con Kỳ Chi à. Nha Trang. Dạ. Dạ kính bạch sư là cái thiền tứ niệm xứ là có phải là mình là cái thiền mà để mình thanh lọc những cái phiền não của nội tâm đó thưa sư. Đấy. Thì dạ nhưng mà khi mà con hành thiền á, thì con thấy là cái tâm á, khi mà con thấy cái tâm là nó cứ vui buồn lẫn lộn cả ngày, khi mình càng chánh niệm thì mình càng thấy những cái phiền não nó xuất hiện ở trong tâm á, là nó thấy ví dụ như là vui á, thì nó cũng hướng tới, rồi nó lại có những cái nó trách móc những cái quá khứ người này người kia, con thấy sao nó cả ngày nó lộn xộn mà nó ồn ào trong tâm, càng chánh niệm thì càng thấy cái đó nó nhiều quá luôn sư. Bây giờ mình Tốt, thanh lọc như thế nào ạ? không cần thanh lọc, cứ thấy nó đi ha. Nãy thiền sư nói nè, thiền sư tập càng tập càng thấy lỗi là bóng, nó thấy lỗi là tốt,
Ai đây ra nói mà thế ông qua mình tập mà mình thấy lỗi lầm, mình thấy phiền não của mình là tốt, cái này là chánh kiến, thấy đúng rồi đó. Còn thế này cô chi mà thấy toàn thấy tốt quá, hay quá, giỏi quá rồi đó, thua rồi đó, phiền não nó tới rồi đó. Còn mình thấy cái tâm mình nó lộn xộn, nó tùm lum tà la trong này, nó ngủi đủ thứ chuyện, nó phiền não rồi. Đấy, cái đó là cái đúng cái đó mình kêu là cái con người thật sự của cô chi đó. Đó. Chứ còn cái nụ cười bên ngoài làm có vẻ dễ thương lắm, học chưa chắc đâu. Đó. Sư đi gặp Phật tử sư cũng vậy, sư cười rồi quay cũng vui vẻ lắm, mà chưa chắc không có đóng phiền não con này nữa. Thì khi mình thấy được cái phiền não của mình, thấy được cái sự mà khó khăn trong tâm của mình, cái đó mới đúng mà. Bởi mình thấy khó khăn mình mới ráng mình tu chứ, mình thấy toàn tốt không rồi mình bỏ sao? Thật sự là chỉ có vị các vị A-la-hán mới 100% thôi. Chứ còn mình chưa có được mà. Mình còn A-la-làm như nãy sư nói đó. Mà khi mà mình thấy như vậy á, thì nó lại phát sinh cái phiền não khác thưa sư, khi mà lúc đó là con thấy thêm một cái tâm lo lắng nó chết rồi, cái tâm mà nó Bây bị giờ đeo nó bám lo lắng thì lấy biết cái nó lo lắng, hễ nó tâm. thoát cái gì mình biết cái đó là một lát nó hết thoát à. Đó, duy trì chánh niệm á, duy trì chánh niệm để mình thấy trí tuệ cái tâm của mình nó phải như vậy thôi. Chưa tu là phải, đây là những hiện tượng tự nhiên mà không có chi trong này, chỉ có phiền não thôi, vậy thôi. Đó, cái đó bắt đầu hiểu. Thấy ý nghĩ và những cái phiền não của quá khứ hiện tại, cái sự vui buồn đó, nếu như mình có cái cách tu tập nào chứ không thôi là cái vòng sanh tử luân hồi á, nó tạo ra trong ý của mình á, là nó làm cho mình sẽ thế nhờ con sợ như là cái bốn đường ác đạo á, nhưng mà thấy cái tâm mình á nó lần quần, nó suy nghĩ rất là nhiều mà nó lộn xộn cả ngày luôn. Nếu mà nó thấy suy nghĩ, sự đề nghị thôi bây giờ cô trở lại hơi thở, cô trở lại phòng sạc, cô đừng có đi chạy theo cái sự suy nghĩ, nghĩ rất loạn à. Bây giờ ra nếu mà cô ngồi cô thấy cái tâm cô suy nghĩ nhiều quá đấy, mà toàn cái chuyện phiền não không, bây giờ trở lại đề mục, trở lại hơi thở của mình, cho mình đi theo nó một lát mình thua mình chết rồi. Trở lại với sự thực tập, coi thử hơi thở, biết hơi thở không này, xúc chạm có biết xúc chạm không này, đây là những cái rất là dễ cho mình này. Rồi tiếng động mình có nghe gì không này đó. Nó phiền não nó suy nghĩ mình biết phiền não rồi, nhưng mà mình đừng có chạy theo nó, mình cứ dòm hoài này, nó nhảy 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 mình lôi mình đi chết luôn mà. Trở lại hơi thở cho sư đấy. Cô tập hơi thở là cô tập phòng xẹp, cô chi cô tập hơi thở tập phòng xẹp, chạy đi đâu rồi mất rồi, sống mất sống rồi thì thôi, thì bây giờ trở lại đi À, đối tượng. thưa sư, là con tập hơi thở, nhưng mà khi mà hơi thở nó yên rồi á, là con bắt đầu là cái gì nó nổi trội là con ghi nhận, ví dụ âm thanh Thì đó hoặc là xúc vậy chạm đó, nha. đừng có chạy theo cái sự suy nghĩ ha, suy nhắc vậy, đừng có chạy theo sự suy nghĩ, biết suy nghĩ, biết suy nghĩ, biết rồi suy nghĩ phiền não, suy nghĩ phiền não. Ôi cái bữa trước là tôi đi chùa, là tôi đi qua bên sư Minh, cái bà đó bà kiếm chuyện với tôi vậy đó, suy nghĩ phiền não đó, thấy không, suy nghĩ phiền não, Mà biết suy càng nghĩ. càng chánh niệm á thưa sư, mình khi mình ngồi mình càng chánh niệm thì những cái phiền não của quá khứ, ví dụ như hồi nhỏ chút xíu là cũng nó cũng nhớ lại luôn, chút xíu nó cũng nhớ luôn sư. Nó cũng Nó nhớ nhớ, lại nó luôn. nhớ là chuyện của nó, bổn phận của nó là cái nhớ mà, bổn phận của nó là nhớ thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình ngồi mình phân tích tại sao những cái chuyện này lâu rồi mà nó còn nhớ, cái phân sanh của phiền não, cái chức năng của cái tâm mà yên tĩnh là nó vậy đó, nó bắt mình nhớ là nhiều chuyện kia lắm đó. Mà cô tập mà cô lơ mơ mà cô không chịu trở lại hơi thở, không có cái thói quen đó rồi đó, khi cô sắp sửa chết mà cô nhớ cái bà nào làm cho cô chi phiền não là cô chết rồi, cô đi theo cái bà rồi xuống địa ngục chết rồi. Vậy không? Bây giờ mình đang nằm nên bây giờ mình sắp sửa mình chết nè. Rồi ai cũng thấy giai đoạn đó. Tự nhiên không có con người vô hỏi chi khỏe không chi? Rồi cái bà phiền não này nữa à, chạy theo bà rồi này. Vì vậy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ thì biết phiền não, trở lại đối tượng của mình. Đừng có chạy theo nó. Khi mà mình tâm mình yên thì tự nhiên mình thấy là thấy được chuyện của nó thôi. À. Thế vậy là tốt rồi đó, bây giờ mình trở lại với đề mục của Dạ con cảm ơn sư. mình à, tốt rồi. Xong rồi ha à. Tăng 51 Thưa sư, con có một kinh nghiệm, đôi lúc có chuyện bực mình xảy ra, tâm con ưa suy nghĩ về chuyện này và đôi khi nó suy cả ngày.
Sao có cái người này cũng giống cô Chi quá vậy này. Toàn suy nghĩ phiền não, toàn suy nghĩ chuyện tiêu cực, toàn suy nghĩ cái chuyện không đâu vào đâu đem vô tâm mình cho đau khổ. Rồi con chợt thấy mình không đồng hóa với nó. Tức là cái cô này cô tự nói vậy. Mình không đồng hóa với nó, không chạy theo nó, và thấy tâm sân biến mất, không làm con căng thẳng mệt mỏi nữa. Thưa sư, con muốn hỏi cái này là cái gì vậy? Ông thực sự ông nói đúng như thế. Điều này có nghĩa là chánh niệm đang có mặt và trí tuệ cũng có, mới nói như vậy, mới nhắc hành giả rằng là đừng có đồng hóa với phiền não, đừng có xem phiền não là của tôi, đừng có tốt đem tôi ta vào trong phiền não. Phiền não nó chỉ là phiền não, là hiện tượng tự nhiên, thấy không? Càng phiền não mình càng tu tập, vì nó là hiện tượng tự nhiên mà. Cũng giống như là bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó phải đau ốm bệnh hoạn, đó là một hiện tượng tự nhiên, không thể nào tránh khỏi được. Rồi nhỏ rồi mình trẻ rồi mình muốn ăn gì mình ăn, bây giờ ăn mơ lơ mơ vô là bệnh đó. Đấy, nghe không? Thì đó là cái chuyện tự nhiên, cái cơ thể mà nó tới giờ đó là phải vậy vậy thôi. Ví dụ chẳng hạn như sư, chẳng hạn sư nói sư bị tiền tiểu đường, sư tưởng của mình sư hỏi ra xung quanh, ô người ta tùm lum mà cái toàn cái cấp ở tuổi của sư không là 70, 71, 72, mọi người nói sư ơi tới giờ này nó phải như vậy thôi, có cách nào khác hơn nữa đâu. Đấy, một hiện tượng tự nhiên mình chấp nhận. Thì nếu mà mình chấp nhận cái bệnh hoạn ở trong thân của mình thì mình phải chấp nhận cái bệnh hoạn của tâm mình. Cái bởi vì một cái quá trình mình đâu có tu tập bao nhiêu đâu, mình chơi mình tập lơ mơ chơi vậy thôi ạ. Vì vậy phiền não có hoài. Và hễ mà ngồi yên buổi sáng mình sẽ thấy thức thức dậy đó, sẽ đứng thực tập thể dục thể thao cho mà sẽ thấy tâm sự suy nghĩ toàn chuyện phiền não, nó suy nghĩ biết sao suy nghĩ, rồi mình trở lại trong cái tay của mình, là mình đang đánh tay, trở lại trong cái hơi thở của mình. Mình thấy không thấy hơi thở, mình trở lại trong tiếng động, trở lại trong cái tiếng mà tích tắc của đồng hồ, đủ thứ đối tượng cho mình trở lại lắm, quay trở lại nữa, phiền não trở lại nữa, cứ làm hoài vậy à. Cả cái buổi mà giờ mà tập thể dục thể thao sẽ thấy, nhưng mà rồi bây giờ quen rồi, kể nó tới thì nó tới thôi, mình biết nó là được rồi. Đừng cho có để nó xúi mình làm những cái chuyện tầm bậy, để đừng tìm cách mình trả thù những cái người nào mà mình không ưa, hoặc trả là nếu mình gặp lần tới là mình sẽ nói những câu thật đau để mình trả thù những cái chuyện mà nó đã làm cho mình. Đấy, mấy cái đó là bắt đầu đi tới là cái chuyện là thân và khẩu rồi đó quý vị. Đấy, cái ý mà xấu nó đưa ra cái chuyện đó. Điều này có nghĩa là chánh niệm đang có mặt và trí tuệ cũng có, mới tâm mới nói như vậy, nói rằng là mình đừng có đồng hóa với nó, đừng có xem nó là mình, không theo phiền não, không đồng hóa với nó, bạn đang có trí tuệ đấy. Thấy được cái diễn trình cho nên trí tuệ sanh lên và khuyên hành giả những điều hay, những điều lợi ích như thế này. Những sự hiểu biết này bạn thấy không, rất là nhỏ nhặt phải không? Mà đa phần người ta nghĩ là không phải trí tuệ. Tuy nhiên sự hiểu biết nho nhỏ này rất quan trọng và không dễ gì sanh lên hoài đâu. Tại vì sao như vậy? Tại vì tâm của chúng ta lúc đấy đầy các phiền não nên không bao giờ suy nghĩ được như vậy. Khi bạn suy nghĩ rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó phiền não là chuyện của nó, đừng có đồng hóa với nó. Đó, bạn đang có trí tuệ đấy. Tại sao những cái sự suy nghĩ đó bạn cho là nhỏ hả? Đúng rồi đấy, nó nhỏ đấy. Nhưng mà nó vô cùng quan trọng. Đó, bây giờ nãy giờ mình nói chuyện suy nghĩ phiền não này, suy nghĩ toàn chuyện quá khứ, toàn cái gì, chuyện gì đâu không à. Đừng có đồng hóa với nó. Thế nó suy nghĩ, biết nó suy nghĩ. Mình biết nó, mình nhận nó, trở lại. Mình đang ngồi, mình biết trở lại trong hơi thở. Mình đang tập, mình biết ở trong tay, trong chân. Mình đang đi, mình biết ở trong giò của mình. Đấy, nghe. Bạn cho rằng là người ta đa phần nghĩ là không phải là trí tuệ, bởi vì nó nhỏ nhặt quá. Tuy nhiên những sự hiểu biết nho nhỏ này rất quan trọng bạn à, không phải gì mà sanh lên hoài được đâu. Tại sao như thế? Bởi vì tâm của chúng ta là đa phần của thiền giả đó, luôn luôn đầy các phiền não nên không bao giờ suy nghĩ được như thế. Nhờ có chánh niệm thấy rõ nguyên hết cái diễn trình cho nên trí tuệ mới sanh lên. Tôi cá nhân tôi là thiền sư nói đó, rất thích thú với những sự hiểu biết nhỏ nhặt này. Đâu cần gì phải có sự hiểu biết to lớn hoành tráng. Chúng ta sẽ bòn bót và gìn giữ những sự hiểu biết nho nhỏ như thế này, giống người ta đãi cát tìm vàng trên sông. Hiểu biết lớn hay nhỏ đều quý cả các bạn ạ. Không có cái gì mà xấu hết. Đó. Tôi cũng có một kinh nghiệm tương tự. Một lần tôi ngồi thiền và quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Đơn giản là tôi ghi nhận như bắt các bạn, phòng sẽ cảm giác tiếng động. Bỗng tôi nghe tâm tôi nói rằng
À, mày làm cái chuyện đó suốt đời đó nha. Nói cách khác, thiền tập không phải chỉ làm có một ngày rồi nghỉ, mà phải làm cả cuộc đời lẫn. Ai nói vậy? Tôi có bao giờ suy nghĩ như thế đâu. Cứ duy trì chánh niệm một cách bình thường thì tự nhiên trong tâm nó phọt ra và nó nói: à, nhớ nha, làm suốt đời đấy, làm mãi đấy, chẳng phải có một ngày rồi bỏ à. Nhiều lúc hành giả hỏi tôi làm cách nào cho trí tuệ phát sanh, thật là khó trả lời phải không? Có bỏ tiền nó ra mua được đâu. Theo chỗ tôi hiểu thì trí tuệ khởi lên khi tâm hành giả rất đơn giản, không tìm kiếm, không mong cầu một điều chi cả, thì trí tuệ tự nhiên sanh lên. Đơn giản là sống trong hiện tại này, nó như thế nào mình biết như vậy thôi. Mình đừng có mong cái tâm của mình nó phải là phải hoàn tất, phải là trong sạch, phải như thế này thế kia. Bởi vì sao? Bởi vì tu lâu rồi mà. Thế một cái vị thấy đầy cả toàn là tôi ta không, tu lâu rồi mà tại sao tôi còn phiền não? Ai nói vậy? Tôi này nói này, quý vị thấy không? Chấp ngã trong đầy dễ cái chấp ngã. Vì vậy cái tâm bạn cho thật đơn giản, sống trong hiện tại, bây giờ có cái gì mà sống cái đó, chấp nhận như vậy nó tốt biết tốt, xấu biết xấu, không sao cả. Khi biết như vậy rồi thì tự động mình sẽ từ từ mình sẽ sửa lại. Tâm của vị hành giả này có niệm có tuệ chứ không trơ trơ như khi cô ta trình pháp lúc đầu. Đừng cố gắng làm gì nhiều, đơn giản là tu tập, nghĩa là sao? Duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm cho liên tục. Giữ chánh niệm thì những sự hiểu biết sẽ từ từ lên lần dần 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 dần, đơn giản vậy thôi. Bây giờ chưa có thì tiếp tục nữa, tự nhiên nó hiểu rồi. Cái quý vị nghe một cái gì đây, một cái bài mà khác của một cái vị này là từ bên Hà Nội tới này. Được. Để coi đây, nói nhiều cái đơn giản lắm. Anh chàng này là một họa sĩ đó quý vị, ở bên bên Hà Nội tới. Anh tập thiền rồi anh trình pháp nói này: thưa sư, sau một thời gian tu tập ở tại thiền viện, con thấy tâm con trở nên càng lúc càng đơn giản. Con cố gắng càng suy nghĩ càng ít càng tốt. Có những việc con muốn nói, muốn suy nghĩ thì không làm ngay mà ngưng lại nhìn tâm để thấy rằng tâm mong muốn và tầm quan trọng của việc đó đến đâu. Sau đó thấy chẳng có nhu cầu chỉ để nói và suy nghĩ gì hết trơn. Bây giờ con rất muốn con tới gặp bạn của con để con nói một điều gì đó. Hoặc giả bây giờ có một câu chuyện gì xảy ra, tâm con nó nói mình dùng suy nghĩ cái này tới nơi tới chốn để qua chuyện như thế nào. Bây giờ con đặt cái câu hỏi, có cần tới để mà nói không? Thấy không cần. Hễ mà cho nó một cái space, cho nó một cái không gian là tự nhiên nó đứng lại liền. Còn không nữa thì nó năng nổ cái lắm. Nó chạy tới nó nói cho được. Nó gặp chuyện gì nó cũng suy nghĩ cho được. Đọc lại cái chỗ này: có những việc con muốn nói, có những việc con muốn suy nghĩ thì không làm ngay mà ngưng lại nhìn tâm để thấy tâm mong muốn và tầm quan trọng của việc đó tới đâu. Sau đó rồi con khám phá rằng chẳng có cần chi phải nói, cũng chẳng chi phải suy nghĩ nữa. Thiền sư nói: ô tốt quá, rất là tốt, cái này là đúng là trí tuệ này. Có cái chi trong này mà quý vị thấy mà gọi là trí tuệ không? Ông thực sự nói trí tuệ là mình hiểu đúng rồi này, mình chạy theo cái tâm mình không à. Nó kêu mình nói là mình tới mình nói được cái mất chánh niệm, nó cũng lúc tà la, nó càng nói càng trật trật. Sao cái biết cái thư xin lỗi, con xin sám hối sư, là con xin lỗi rồi cái nó. Tại sao ngay từ lúc đầu mình không suy nghĩ cho kỹ, có cần nói không? Sư rất thấy rất là nhiều người đó, họ 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 gặp sư thôi chả không thăng thang mà nói cho đã. Sư để ý là càng nói nhiều càng trật. Nên thấy có một cái cô Phật tử là cô kêu sư, là cô nói tràn giang đại hải mà bây giờ mình cúp nửa chừng đây, chắc là gì đây, là bà bực lắm, với là bà điếc nữa, mình có nói mình có chen ngang cô nữa bà cũng không nghe. Vậy là quý vị biết, sư cầm cái máy điện thoại của sư mở YouTube sư coi, nói gì sư cũng chẳng biết. Điện thoại của sư có thể có được hai chuyện, làm hai chuyện, vừa nghe tiếng nói đó mà vừa coi được YouTube nữa. Câu hỏi nãy giờ con nói sư nghe kịp không? Kịp chứ, cái YouTube ra kịp cho sao không kịp được. Bởi vậy sư rất sợ cái chuyện mà nói dài, nói dai, mà nói dở đó. Như thế giờ chắc có đứng lại cho rồi, cho nói một lát cũng trật nữa. Sao cái gì? Con hỏi cái gì đó? Con thấy có những chuyện không cần nói mà tâm con nó háo hức muốn nói.
con cho nó một cái không gian, cần không, mày có cần tới mà nói với nó cái chuyện đó không? Cuối cùng không cần. Những cái chuyện như thế này có cần phải suy nghĩ không? Mất thì giờ suy nghĩ phải không? Thôi đừng suy nghĩ. Cuối cùng con không suy nghĩ. Càng làm thế con càng thấy chẳng có gì quan trọng cả. Cái gì trước đây cho rất quan trọng, bây giờ thấy ít quan trọng. Cái gì ít bây giờ thấy cũng chẳng không cần thiết nữa. Thiền sư trả lời, vâng, với sự hiểu biết do thiền tập mang lại, từ từ mình sẽ thấy cái gì cần hay gì không cần. Cái này ta gọi là tỉnh giác trong thời gian. Khi mà mình có sự tu tập rồi, mình biết cái gì cần và không cần, cái gì nên và không nên. Đây là những cái mà mình phải nhớ. Nó nhưng mà mình không có, mình không biết cái đó. Mình tùm lum mà. Nói mình làm đủ thứ chuyện. Rồi nó đã làm trả xong rồi mình thấy thấy lỗi lầm, thấy trật rồi. Trật rồi bắt đầu đi xin lỗi. Mình càng xin lỗi, mình càng phân bua, mình càng giải bày, người ta càng hiểu lầm mình nữa, càng hiểu lầm mình nữa là mình bực nữa. Được nói nữa là xin lỗi nữa, cứ điều anh quanh cuốc chuyện mà. Thôi cảm ơn quý vị. Chắc sư nói vậy chắc cũng đủ quá rồi. Nói lát rồi nó cũng chặt để cho coi. Thưa sư, có hai câu hỏi thưa sư. Ôi trời, nhiều quá vậy đó. Cô phải hỏi đi. Mời chị Loan. Dạ thưa sư, con xin con xin kể một cái câu chuyện nó mới xảy ra trong mấy ngày nay. Nó làm cho tâm của con nó bị chấn động. Rồi cô thì xin nghe khi nào cô hỏi rồi tâm cô hôm nay cũng chấn động, có tâm là lúc nào mà yên đâu. Thôi nói đi. Dạ, tại vì hôm bữa con đưa con của con đi học thì con thấy là cảnh sát á, họ đóng hết mấy cái đường mà chung quanh cái trường. Xong rồi nó rất là lúc đó là rất là khó khăn khi mà đi ra đi vô. Thì đến khi mà con về tới nhà đó thì em con nó mới kể là tối hôm qua mà cái lúc hôm đó là ở Cali trời đang mưa rất là lớn, có mưa đá nữa. Thì có một cái em thanh niên nó đến đón em nó đi học ở ngay trường con của con á. Nó đón về mà chắc là vì do trời mưa đó, em bị lạc tay lái tông vô hai cái xe của cái người hàng xóm nhà em con. Rồi cái xe của cái cậu thanh niên đó đó thì nó lật ngửa lên. Và cái cô em của cậu đó thì thoát ra khỏi được cái xe, nhưng mà cái cậu thanh niên đó thì bị cháy ở trong xe, chết luôn trong xe. Thì khi mà con nghe cái tin đó đó thì tự nhiên tâm của con nó giống như nó bất an một cách kinh khủng luôn. Và con cứ mường tượng tới cái hình ảnh mà của cậu bé đó đó, là lúc đó cậu sợ lắm, cậu cháy mà ở trong một cái tai nạn như vậy chắc là cậu rất là sợ hãi. Cho nên là suốt từ đó, mỗi lần mà con đưa con nó đi học á, hay là con đón nó về đi ngang qua cái chỗ, là tự nhiên trong cái trí tưởng tượng của con là cứ hiện lên cái hình ảnh một cậu bé mà rất là sợ hãi, đang đứng đó mà không biết đi đâu. Thì lúc trước con, trước khi con đi theo tâm này thì con có tu phương pháp niệm Phật. Thì nhiên cứ tới đó là con niệm Phật, con cầu nguyện cho cậu bé đó, con nói tội nghiệp quá, nếu mà con bị sợ hãi vậy đó con đừng sợ nữa, con đi đầu thai đi, con cứ niệm Phật như vậy. Thì khi mà con Phật đó, thì con thấy tâm con nó ổn hơn, nó bớt bất an hơn. Thì con nói ủa tại sao mình không quán cái tâm mình, là tại sao lúc đó mình lại sợ hãi như vậy, mình ấy như vậy. Nhưng mà biết sao cứ tự động đi ngang qua đó là con niệm Phật. Mà con không niệm Phật thì con chịu không nổi. Thì thưa sư, như vậy là cái đó nó có cái gì sai hay là cái gì đúng trong cái vấn đề thực tập của con không? Tốt nhất là niệm Phật thôi chứ có sao đâu. Niệm Phật tốt, niệm Phật nó quốc mà. Vậy sao bây giờ? Tại vì cô tập chưa tới. Nhưng mà mình cái tâm như vậy, cái tâm của mình như vậy có phải là cái tâm sân không sư? Tâm sân. Mình sợ hãi như vậy có phải là sân? Tâm tưởng rất là nhiều. Tâm tưởng tượng, cô thấy thằng nhỏ nó cháy ở đâu mà cô tưởng ra. Nhưng mà tự nhiên nghe những cái tin đó, cái mình trong đầu óc mình, cái hình ảnh đó nó cứ giống như nó có trước mặt mình á. Tưởng tượng đó. Cô tưởng tượng ra thì cô tưởng tượng ra là cô sợ à. Chắc chắn rồi. Thế mà tưởng tượng tới thì suy nghĩ tới, trong tưởng tượng là suy nghĩ tới thì cảm xúc tới. Đó là một cái dây của nó. Cảm xúc tới thì hành động tới.
Bây giờ đó khi mà nó tưởng như vậy, biết tâm mình tưởng tượng không không có cái gì hết trơn, nó chết nó đi theo nghiệp của nó mà làm sao mình nói niệm Phật cái gì, niệm Phật mà lúc đó về nó giết người ta, nó đốt cháy người ta thì bây giờ tới phiên nó bị đốt cháy, có niệm bao nhiêu Phật nó cũng vậy thôi, Phật đâu có cứu nổi đâu, Đức Phật cũng hiểu lý nhân quả mà. Đúng ra là cô niệm Phật không phải cho nhỏ nhỏ đó, là một cô niệm Phật cho cô đó, cô làm cho tâm cô cam ra rồi. Thì quả nó không. Nếu mà cô thấy niệm Phật mà nó cam đau thì cứ niệm Phật, sư không có cản. Nhưng mà sau khi niệm Phật rồi qua cái tâm của cô, niệm Phật như là cái phương tiện để giúp cái tâm mình yên xuống. Nhưng mà đồng thời rồi bây giờ qua cái tâm mình nó suy nghĩ, nó tưởng ra này, cho mình có thấy tận mắt mình là thằng nhỏ nó cháy chết như thế nào đâu, mình chỉ tưởng thôi. Và mình sợ hãi vì cái sự tưởng tượng của mình, cái thằng nhỏ mình đâu có thấy à. Vì người ta nói đôi khi mình ghét ai, mình ghét theo cái sự tưởng tượng của mình, cho mình không, chưa chắc người đó đã như vậy. Mình thương người ta theo cái tâm của mình ghét theo người ta cái tâm của mình. Đó, ô cái cô đó dễ thương quá, đẹp quá, dễ thương quá, mình đâu có biết. Sư có một cái anh người gì đó, sư quen rồi anh nói rằng đó, tôi không hiểu tại sao đó mà cái thằng mà bồ của con tôi á, nó đi cả ngàn mai nó lại thăm tôi, mà con tôi tối nào nó ngủ nó ngáy như sấm vậy đó. Nó còn nhiễu nước miếng làm đúng thức trò. Nó dễ thương quá, đẹp quá. Nó đi cả ngàn mai xuống nó thăm. Tôi không biết thương cái gì nữa. Thầy sư nói, nó cũng như anh hồi xưa vậy thôi. Anh thương chị thì cũng vậy thôi. Chị có gì cho nữa, anh cũng không cho là đẹp à. Cho đến khi mà anh đụng đặn rồi, lúc đó là anh mới ớn à. Cả ai cũng vậy. Vì vậy cái tưởng mình thương người ta do cái tưởng của mình. Cô có đi ý rồi cô thấy. Mình ghét người ta cũng do tưởng của mình. Thật sự là người ta không đáng ghét, người ta không đáng để cho mình mà gọi là thương dữ vậy. Nhưng mà mình tưởng lên mà cái gì tưởng này, tâm sân nó tưởng, tâm tham nó tưởng. Ôi đẹp quá, ôi đẹp quá. Ôi nguy hiểm quá, dễ sợ quá, thì tự nhiên nó sợ thôi. Đấy, nó sinh hoạt của tâm vậy đó. Mình thấy, mình chỉ muốn cái tâm mình nó cam xuống. Mình làm đủ mọi cách, mình niệm Phật, mình tụng kinh, hay là mình làm chuyện này chuyện kia rồi vậy, hoặc niệm chú. Thì cái đó chỉ là cái, nhớ phải nói là cái phương tiện ha. Làm được để cho tâm yên xuống, nhưng mà rồi chưa xong đâu, phải ngồi quan sát cái diễn trình của nó. Khi cô hiểu được diễn trình rồi thì nó tới, cô cười cái nó bỏ chạy à. Rao sư nói gì hiểu không? Dạ thưa sư con hiểu. Như vậy thì hiện tại là bây giờ con vẫn cứ mỗi lần đi ngang qua đó là tự nhiên con cứ như vậy. Bởi thì con cứ suy nghĩ là cô thay vì đi ngang qua đó, cô tới đó có đậu xe rồi cô thấy cái tâm cô nó suy nghĩ cái chuyện gì, mà khi suy nghĩ là có sợ hãi không, còn đi qua một chút gì cô chưa thấy rồi, cô khi mà cô đứng lại là cô cần sợ nữa, sợ biết sợ, sợ bất sợ rồi trở lại trong thân của mình, rồi biết sợ suy trở lại trong thân, trở qua trở rồi trở qua trở về. Thì cô sẽ thấy nó đến từ cái sự suy nghĩ của cô cho đến cái gì đâu. Thằng nhỏ nó chết bữa trước nằm chỗ này, nó chết chỗ này này. Đấy. Sư nhớ con hồi xưa đó, sư còn trẻ đó, sư ở bên Pháp đó quý vị. Cứ chừng, khoảng chừng 18, 19 tuổi rồi, cái tụi này ưa cầu cơ lắm. Mà nó cầu cơ nó về trong viện phòng sư có cầu cơ, tại cái phòng sư nó có cái phòng khách khá lớn. Trời ơi, bữa sau là sư đi tiểu, sư không dám đi ngang cái phòng đó, sư sợ lắm. Là cái chỗ đó cái thằng nhỏ kia nó lên nó phá nó làm ung sùng rồi. Tự nhiên đi ngang nó nhớ cái thằng nhỏ nó sợ không dám đi tiểu nữa, tại vì sư ngủ một cái phòng gần đó mà phải đi ngang qua phòng khách đi tới nhà vệ sinh hồi nín luôn. Mà có thằng nhỏ nào đâu, nó đi mất tiêu à. Ngày mai kêu lại hỏi tại sao hôm qua nó tới lại, nó có lên đâu nữa đâu, cái bà khác bà lên, nó đâu đi lang thang ngang đó, mình kêu cái chung vô vậy này, vậy mà mình cứ sợ, rồi mình đi ngang khi mà nó cầu cơ nó thắp nhang, cái thằng bạn nó thắp nhang thơm, cái mùi lúc nhang thắp thì thơm, mà đến khi mà nó tàn rồi trời ơi, nó hôi giống như là nhang của người chết, thì mình nghĩ chết cha, thằng này chắc nó chết ở đây, ai thắp nhang nữa, nó cứ dễ là cứ tưởng tượng mà sợ. Mình sợ do cái sự tưởng tượng của mình thương do cái sự tưởng tượng của mình ghét do cái sự tưởng tượng của mình. Đây là những sinh hoạt của tâm. Khi hiểu rồi không có ai trong này hết, chỉ là những hiện tượng tự nhiên thôi.
Khi mà cái câu chuyện xảy ra, khi mà cô Loan thấy xảy ra, cô không quan sát cái tâm của cô. Người ta kể cái gì cô chạy theo. Cái mai của mình nó up and down như này, nhảy như này. Thì nó phải sợ thôi. Bây giờ người ta đi, ta hết kể rồi trở lại, nó trào trở lại, làm cho mình khổ, làm cho mình sợ. Rồi tôi mời hỏi câu hỏi thứ hai đi. À, mời chị Galaxy Tab hay anh Galaxy Tab được không ạ? À, câu hỏi cuối cùng. Quên nè, đi đâu nè? Dạ. Yeah. Chắc họ đổi ý rồi thưa sư. Họ đổi ý rồi. Thôi mời. Họ có rồi thưa sư. Mời. Con kính đảnh lễ sư, con chúc giới sư. À, chúc giới. Hỏi đi chúc giới. Dạ, con có một câu hỏi về giới sư. Thì trong cái sinh hoạt tuần qua đó, chúng con có nói về giới định tuệ. Con đừng có giới thì sẽ sinh ra định, có định thì mới dễ sinh ra tuệ. Cái giới là căn bản đi. Nếu mà giới không có đủ giữ tròn giới đó, thì khó vào định. Thì quý hội hỏi con một sau đó con vấn đề ví dụ hỏi qua vấn đề sát sanh. Thì vấn đề sát sanh một câu hỏi thế này. Thì thế nào khi một người đi chợ họ mua tôm, trong tôm đó có những con sống con chết để mang về gia đình để nấu ăn cho gia đình, thì khi mua tôm có những con sống vậy đó, thì có phạm giới sát sanh hay không đó? Thì con trả lời thế này. Thì trong giới sát sanh đó, thì có năm chi. Cái chi thứ nhất là chúng sanh mà sinh có sinh mạng. Giới thứ hai là biết rõ chúng sinh có sinh mạng mà mình giết đi. Thứ ba là có cái tâm ý muốn giết sinh chúng sanh đó. Thứ tư là cố gắng sát hại chúng sanh đó. Thứ năm là chúng sanh biết cái cố gắng mình biết có sinh mạng, cố gắng mình giết. Nếu mà phạm đủ có đủ năm chi mới gọi là sát sanh. Thì cái trường hợp mà sát sanh như vậy đó, thì cái người bán cũng phạm đủ năm chi và cái người mua cũng có năm chi. Thì trường hợp đi mua về tôm mà có con sống để nấu ăn cũng phạm giới sát sanh. Thì con họ con câu trả lời như vậy thì con nhờ sư kiểm chứng nó có đúng hay không. Thì anh thấy có đúng không mà anh hỏi sư? Anh đọc trong kinh mà sao anh hỏi sư nữa? Anh vô kinh anh kiểm chứng lại, đừng có hỏi sư. Đây có một câu hỏi anh nữa. Anh tu hành lâu rồi thì anh phải có trí tuệ. Và khi mà anh đọc kinh, thì anh phải hiểu kinh nói như thế nào. Bây giờ những gì mình trả lời đúng trong kinh nói không? Nếu đúng kinh nói, cái đó là được rồi. Tại sao đi hỏi người khác làm chi? Mình có... đi hỏi người khác có nghĩa là mình không có chắc chắn, mình không hiểu kinh. Bên là một điều. Với điều thứ hai, anh chúc giới phải nhớ một điều như thế này, là mình là người phàm ở giới, mình không bao giờ trong sạch đâu. Đừng có tưởng là mình giỏi. Đừng có tưởng mình giữ giới trong sạch. Chỉ khi nào có trí tuệ giới mới trong sạch. Bởi vì Đức Phật nói giới định tuệ để trở lại hỗ trợ cho theo giới. Vì vậy giữ giới không được, phải hành thiền nó có trí tuệ thì giới mới trong sạch. Chứ còn nói giới không có trong sạch đâu. Anh thấy nói láo không? Sát sanh là còn obvious, có thể tránh được cho anh nói láo được. Khi tự nhiên có câu chuyện đụng chuyện là anh nói láo à? Sư bị rất là nhiều trường hợp à. Tại vì sao? Tại vì mình không thấy cái sự tai hại của nói láo. Mình không thấy đây là một cái thói quen nó làm cho mình sẽ nói láo. Và khi một người mà đã nói láo rồi thì bất chấp. Thấy không? Không hiểu điều đó. Được miễn là mình nói à. Thấy không? Lợi cho mình là mình nói. Và rất là dễ. Vì tâm mình còn phiền não mà. Vì vậy anh phải nhớ này. Giới định tuệ có nghĩa là sao? Nghĩa là tu giới, tu định và tu tuệ. Chẳng phải để không giới định tuệ vậy thôi. Rồi tuệ này nó trở lại, nó hỗ trợ cho giới. Và nó đi xoay vòng như vậy. Người ta thường nói giới không mà tôi quên rằng là phải có tuệ nữa. Thì cái giới này mới trong sạch này. Vì vậy trong cái thời gian đầu tiên mà khi mà Đức Phật mà mới mà thành đạo, Đức Phật không cho giới, không cần giới. Lúc mà Ngài mới thành đạo ra, Ngài cho xuất gia ra bao nhiêu vị toàn A-la-hán không à? Đâu cần chế, đâu có đâu ra luật giới rồi gì đâu. Khi bắt đầu phàm tăng trung ngô đó, người thường ra bắt đầu phàm giới này, thì Đức Phật bắt đầu chế định này. Đừng có làm này, đừng có làm đừng kia, mà cái này là áp dụng cho cái người mà bình thường thôi, người phàm thôi. Còn cái vị A-la-hán đâu cần. Hiểu sư nói không?
Như vậy là vì giới định tuệ, chứ không phải giới không thôi được. Người hành, người không hành thiền chỉ tụng kinh, chỉ trì giới không thôi, chưa có đủ đâu. Trong gia đình sư sẽ biết mà. Ba má sư là từ nhỏ tới lớn là sư biết à. Tu làm phước rất là dữ, nói chuyện giới, giới đục rất là nhiều. Nhưng mà sư ở trong nhà sư biết mà. Không có phải 100% được đâu. Do đó là phải tu cả ba cái, giới, định tuệ. Đôi khi Đức Phật, đôi khi mình, anh thấy có nhiều câu chuyện trong Kinh Pháp Cú nói rằng Đức Phật gặp một cái người đó đang nhảy trên cây sào mà. Phật nói một câu đắc đạo quả A-la-hán. Ông đó có giới định tuệ gì đâu. Nhưng mà vì khi mà Đức Phật nói, hiểu liền tức thì, và cái ba la mật đã sống trở lại. Do đó leo xuống rồi là đắc đạo quả A-la-hán, là xuất gia luôn. Vì vậy cái tu tứ niệm xứ nó rất là quan trọng. Bây giờ bạn không cần khoan giữ giới trong sạch đã, bạn cần tu đi. Tu là tự nhiên giữ giới trong sạch. Ví dụ chẳng hạn như các sư mà đi mà phạm cái giới này, phạm tăng tàn đó, tức là cái loại thứ hai. Cái thứ nhất là bất cộng trụ, cái này là bỏ y này. Thứ hai là tăng tàn là phải đi phạt, chịu hình phạt. Đi vô cho đó người ta cấm phạm mình. Sư đi rồi sư biết mà. Khi mà cái tâm của mình nó không yên ổn, dễ lắm, dễ phạm lắm. Mình đơn giản mình rờn, mình đưa một đứa em gái nó tới rồi mình không biết, mình quên nè, mình không có chánh niệm, mình đưa tay mình chơi với nó, mình gạt nó, thôi chết rồi, đụng rồi, thấy không? Mình nhỏ mà nó có sao đâu. Tại vì sao? Tại vì ham vui, nó tới nó vui vẻ, mình cười, mình chơi rồi. Lại cháu bồng nó, ôm rồi, kẹt rồi. Thậm chí tăng tàn rồi. Đó thành ra cái vị mà cho mình mà chủ giới đó hỏi rằng đó, ông phạm cái giới đó, tôi không cần biết ông phạm biết lý do gì, nhưng mà ông biết ông phạm tăng tàn rồi phải không? Phải sư á, sư nói dạ phải. Ông cao phạm xong rồi ông có đi sám hối liền không? Dạ có. Vậy là ông phải ở cấm phòng 6 ngày cho tôi. Có mà. Còn không có hả? Bao nhiêu nhớ không? Vậy chắc cỡ tháng trở lên vậy là cấm phòng một tháng. 6 ngày mình chưa yên với họ đâu. 6 ngày rồi chưa? Ngày hôm qua là có rất đặc rồi, có cái ông kia ông vô thăm rồi bỏ làm cho tôi thêm ngày thứ 7, thêm ngày thứ 8 nữa, kêu một người đưa người rước á, chắc ăn luôn. Thì quý vị thấy không? Vô đó rồi đó mà cũng còn phạm giới à, chứ phải chơi à. Vì vậy cái người phàm là khó mà nói lắm. Do đó Đức Phật khi mà thánh nhân rồi, Đức Phật không có nói gì nữa, Phật làm thinh. Còn mà hễ mà còn phàm là ôi lôi thôi lắm. Mà cá nhân sư sự biết này, lôi thôi vô cùng. Vì vậy giới định tuệ cả phải ba cái, trong có một giới một không thôi không. Không phải là tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường rồi giữ giới đủ không đủ. Gia đình sư là từ nhỏ tới lớn là dạy vậy không à. Đi chùa này, tụng kinh này, niệm Phật này, không có chuyện nói chuyện về hành thiền, không biết gì về hành thiền hết. Vì vậy ôi cãi qua cãi lại, cãi tới cãi lui làm sùm. Tại vì có cái gì mà biết đúng mà nên mà không nên đâu. Sampajana không có, trí tuệ không có mà. Thôi chắc phải ngưng lại cho sư nói một lát, sư cũng nói trật nữa, hình 9 giờ rồi. Dạ, Nam Mô, dạ, Sa Thú, dạ, cô Đình. Sa Thú, rồi mời cô đọc hồi hướng công đức. Có gì hỏi nữa không anh Đích rồi? Còn cuối cùng nữa không? Con ra câu cuối cùng rồi mà không biết còn có buồn nào nữa. Hình như chị Loan Anh vừa mới mở cái mic ra, chị Loan Anh còn nói gì với sư không, chị Loan Anh? Dạ, dạ, tại hồi nãy sư đang nói thì cái đường link của con nó bị đứt á, sư, thành ra con không có ấy được, nhưng mà con cảm ơn sư đã chỉ cho con. Dạ, vậy thôi. Sa thú là vì hết giờ đó cái gì. Dạ, con chào sư, con cảm ơn sư. Dạ, mời chị Oanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.